Vâng, đồng hồ của Hùng Dốc xin chào toàn thể mọi người. Trên tay em đây là một chiếc đồng hồ có xuất tổng thống Nga. Một chiếc đồng hồ trong tình trạng là full box, hàng chưa có sử dụng. Đồng hồ tương đương với size mặt tròn là size 36, toàn thân là vỏ mạ vàng, sử dụng một máy cơ automatic. Đây là tang của chiếc đồng hồ này nhé. Chiếc đồng hồ tổng thống với thiết kế được trên nền mặt màu vàng chanh trải tia rất là đẹp và các công giờ nổi mạ vàng. Điểm nhấn chính chiếc đồng hồ này đó là một ô lịch đọc góc 6 giờ và biểu tượng chim đại bàng hai đầu quốc kỳ của Nga được gắn trên góc đỉnh điểm là 12 giờ. Rất là nổi bật. Đồng hồ tương đương xe mặt là 36 tròn. Rất là đẹp. Các bạn nào quan tâm với sản phẩm đồng hồ này thì liên hệ Facebook Zalo số của em là 0969966612. Vâng, em xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn mọi người.